Xin kính chào các bạn. Trong bài học ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng lệnh copy trong phần mềm Formit. Ở đây mình đã tạo sẵn hai đối tượng, một là một mặt phẳng hình vuông 2D và một khối 3D. Thì để copy trong Formit, chúng ta sẽ có hai cách. Cách đầu tiên, chúng ta có thể quét chọn toàn bộ đối tượng và các bạn có thể ấn Ctrl C hoặc các bạn kích chuột phải và các bạn chọn lệnh copy. Sau đấy, các bạn chỉ cần Ctrl V. Lập tức chúng ta sẽ tạo ra được một phiên bản mới và bạn chỉ cần việc là đặt nó vào vị trí mà các bạn mong muốn như thế này. Tiếp tục các bạn có thể ấn Ctrl V một lần nữa để tiến hành copy. Điều này cũng thực hiện tương tự với khối 3D này, các bạn có thể quét chọn và ấn Ctrl C và chúng ta tiếp tục ấn Ctrl V như thế này. Rất là đơn giản. Đấy là cách đầu tiên. Cách thứ hai chúng ta nó sẽ sử dụng như là một lệnh di chuyển. Đầu tiên các bạn hãy lựa chọn đối tượng cho mình. Sau đấy các bạn hãy kích chuột phải, chọn lệnh di chuyển. Hoặc nếu như chúng ta chọn toàn bộ đối tượng thì ngay lập tức chúng ta cũng có lệnh di chuyển ở đây như thế này. Sau đấy các bạn kích vào điểm mốc và kéo nó ra. Trong quá trình kéo các bạn hãy giữ phím Ctrl cho mình. Các bạn sẽ thấy ngay lập tức chúng ta đã tạo ra được một cái phiên bản copy dành cho đối tượng như thế này. Và các bạn hoàn toàn có thể là điền thông số, vì đây là 5m, Enter. Các bạn có thể thấy chúng ta đã tạo ra được một phiên bản copy. Mình sẽ làm lại. Mình sẽ chọn đối tượng này. Sau đấy mình sẽ di chuyển như thế này. Đấy. Mình ấn phím Ctrl để giữ phím. Và mình kéo ra nó như thế này. Để copy. Đấy, các bạn có thể thấy. Chúng ta có thể tiếp tục copy như thế này. Đấy, một cách hàng loạt. Sử dụng lệnh copy rất là hiệu quả trong Formit. Ví dụ như các bạn có thể sử dụng cái cạnh này, các bạn ấn Ctrl C, các bạn ấn Ctrl V và các bạn có thể đặt nó thêm một cái đối tượng mới như thế này. Đấy. Tiếp tục Ctrl V chẳng hạn. Các bạn sử dụng lệnh copy hiệu quả sẽ giúp các bạn tạo hình cho công trình của chúng ta rất là nhanh như thế này. Thì đấy là những cái hướng dẫn cơ bản để giúp các bạn có thể sử dụng lệnh copy trong phần mềm Formit. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học lần sau.